mấy anh em ở bên an ninh hỏi tôi này, bác coi thì coi Đào Minh Quân nó như thế nào. Lúc đó tôi trả lời tôi bảo quý vị đừng có quan tâm cái Đào Minh Quân ở đây, cái Đào Minh Quân nó chẳng có cái gì ở đây hết, cái thằng khùng, tôi nói vậy. Thế họ nói không, bác cứ cứ để ý dùm cho em. Tôi để ý dùm, tôi bảo để ý cái gì, cái tôi bảo tôi rằng nó tôi không bao giờ để ý hết. Tôi tới tôi phỏng vấn này, giờ nó mời tôi lên trên trụ sở nó, tôi bảo tôi đâu đi, ngu sao mà đi. Tại vì thứ nhất này, đi vào trụ sở đó nó dán cái hình Hồ Chí Minh ở ngay cửa, dán cái hình Bác Hồ ngay dưới đất đó. Tất cả người nào bước vào trong phòng đó là phải đạp lên cái mặt Bác Hồ mới vào được. Đấy, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó, thì lỡ nó chơi cái trò mà mỹ nhân kế, mình bước vào trong đó rồi không có ai hết, có một cái ly gia phạm nào đó xé tung quần áo ra, nó bảo cái xong bảo hiếp 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 Nguyễn Vũ Hùng bảo hiếp, thế là tôi bị bắt không, nó ngu dễ sợ luôn. Trước mấy lần tôi đi, nhưng mà đại khái đó thì không ngờ cái vụ mà mới đây ngày hôm qua đây anh thấy không, 16 người bị bắt đấy, ngày hôm kia 16 người bị bắt, xử ngay lập tức rồi, xử ngay ngày hôm qua rồi, cao nhất là 16 năm đó. Thì khi mà phụ xử đó mà lên án thẳng Đào Minh Quân. Bây giờ cái vấn đề mình, câu hỏi mình đặt ra đây đó, nếu mà thật sự mà nhà nước Việt Nam mà tòa án đã nhé, đã công bố rồi nhá, có liên quan tới Đào Minh Quân và Lê Gia Phạm, thì như vậy đó, hỏi anh Hồ Bình này, Lê Gia Phạm và Đào Minh Quân có bị gì không nếu nhà nước Việt Nam yêu cầu yêu cầu chính phủ Mỹ? Có cái luật như vậy, khi mà hai nước bàn giao thì chúng ta là bảo toàn cái đất nước của hai nước, đúng rồi, nhưng mà Đào Minh Quân á là với Lê Gia Phạm gửi tiền về để khủng bố nước Việt Nam, đúng, thì những cái tăng vật đấy á là gọi là cái chất khủng bố hết, khủng bố mà có chất chạy hết. Thành á, cái tòa án tối cao của nước Việt Nam có quyền thưa là Đào Minh Quân và Lê Gia Phạm và gửi qua cái bản án nó đến là Supreme Court của ta tối cao phát biển của là nước Mỹ để ra họ giải quyết. Khi mà họ giải quyết là họ sẽ bắt Đào Minh Quân và Lê Gia Phạm để mà đưa về Việt Nam để ra tòa, vì hai cái nước bàn giao rồi họ sẽ coi như là ra tòa. Thì nếu mà cái tội phạm cái này mà Việt Nam mà coi như gửi người qua đây khủng bố tại Mỹ đây, họ đòi qua đây để mà coi như là ra tòa để mà coi như đấu đá. Thành bây giờ Đào Minh Quân và Lê Gia Phạm nằm trong một cái là cái thư kiện của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dạ vâng, tôi rất đồng ý với anh Bình. Khi mà mình xin lập cái hồ sơ vào gia nhập thẻ xanh đó, thì cái điều số 11 ở trong cái application, tức là cái đơn xin thẻ xanh đó, đó thường trú nhân đó, có hỏi một câu rằng là bạn đã từng gia nhập bất cứ một tổ chức nào mà có ý định dùng nước Mỹ làm căn cứ để tấn công một quốc gia khác, đừng nói là băng giao nha, một quốc gia khác này cũng không được đấy. Và khi mình gia nhập quốc tịch Mỹ đó, thì lại cái câu hỏi đó được tăng thêm nhiều hơn nữa đấy, là tới 4 câu, mà trong đó cũng có một cái câu nữa là cái là bạn đã từng cách trực tiếp hay gián tiếp tham gia tất cả các tổ chức mà đã tấn công hoặc là có những hành động chống đối mà các quốc gia khác hay không, và cái luật Mỹ cấm cái chuyện đó. Cái nhóm mà Việt Tân á, sở dĩ nó không bị là tại vì nó không có bằng chứng được là họ là căn cứ ở bên này và họ làm những cái chuyện mà bất hợp pháp. Còn đây đấy, rõ ràng anh Vương Văn Thà nhé, ở dưới miền Tây tuyên bố chống và là tuyên bố mình là người của Đào Minh Quân, và bây giờ cái chuyện bây giờ đó là 16 người này xác nhận đã nhận được tiền luôn. Mình nói thẳng ra là Lê Gia Phạm gửi về, thì như vậy điều đó chứng tỏ rằng Bộ Công an của Việt Nam có quyền thông báo cho chính phủ Mỹ biết, và qua cái hệ thống gọi là cảnh sát quốc tế là Interpol, yêu cầu cho đưa Đào Minh Quân và những cái tổ chức, những người liên quan ở trong đó về Việt Nam để đưa ra xử.
đưa ra ra tòa đấy. Cái chỗ đây anh không nè, nó có hai cái tổ chức, một cái tổ chức là quay tại Sài Gòn là sẽ thi hành trước cái tổ chức Hà Nội. Đó, nhưng mà coi như cái tổ chức Hà Nội khi mà bên đi bắt là tổ chức Hà Nội được là giải tán rồi. Dạ vâng, đúng rồi. Giải tán rồi, để coi như là cái giải tán rồi đấy. Nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam họ biết, họ biết, nhưng mà cái sổ đó nó tẩu thoát cái chất nổ á, cái chất cháy á, nó tẩu thoát hết rồi. Anh coi họ cũng không biết ở đâu. Thì khi mà những cái vụ mà anh nhớ ở Hà Nội như con chú coi chơi cái bàn lên coi như là đánh đầu rồi đó, thì con Nam Phương rồi đó bị đuổi á, bị đuổi rồi đó. Thì đó là tuổi đó là năm trong cái bọn này. Đúng rồi. Năm rồi. Thì đây có một nick chúng tôi không có xóa để cho anh ta ngồi đây nghe là Sơn Lam. Anh nói Cộng sản Việt Nam mặt mũi nào yêu cầu nước khác trao người mới đây mà quên vụ Trịnh Xuân Thanh rồi. Thì có một độc giả đã trả lời rồi, Đen Hoàng Sơn Lam không có hiểu Trịnh Xuân Thanh là tham nhũng. Còn cái vấn đề mà Lisa Phạm mới lại Đào Minh Quân đây là khủng bố, hai cái chuyện nó khác nhau. Và chúng tôi đã nói luật Mỹ rồi. À, tôi biết ông Sơn Lam biết đấy, ông là nằm ở trong nhiều cái phái lắm. Cái phái của là Thái Ngọc Công mình bỏ hết đấy. Coi như ông này là coi như anh đừng quan tâm lắm mà đi. Không không, cứ để cho chừng nào nó viết mà cái là vớ vẩn vô văn hóa thì mình đặt vấn đề để cho nó nghe. Nó ngu 42 năm rồi thì để cho nó ngu thêm chút xíu nữa đi. Đấy. Ông mà đoàn quản là coi như ông mà đứng tên là tội mạng rồi đó. Thì đây thành ra bởi vậy đó, nhiều người ở đây á, chúng tôi thấy bà con ở đây nói chuyện với nhau, thế hóa ra Đào Minh Quân đó, ngon hơn Nguyễn Hữu Chánh. Nguyễn Hữu Chánh nói mà chưa làm được một cái gì hết. Nguyễn Hữu Chánh đòi đập bom Ba Đình này, Nguyễn Hữu Chánh đòi là tổng khởi nghĩa trên toàn cõi Việt Nam này, nhưng mà không có nói gì hết. Chị, nhưng mà đùng cái Đào Minh Quân chơi thiệt. Cái chuyện khủng bố là cái chuyện không thể chấp nhận được tất cả bất cứ nước nào, mà trong khi chính Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố rằng quyết tâm đó là quánh cái khủng bố, dẹp cái khủng bố nhất định, thì không thể nào mà ông Donald Trump lại gọi là dung dưỡng cái khủng bố ở trên đất Mỹ này với một cái quốc gia đồng minh của mình là Việt Nam. Bây giờ là đồng minh thật sự chứ không phải lấy. Dù là đồng minh ở trên cái phương diện thương mại đi nữa, nhưng mà Việt Nam nằm ở trong Liên Hiệp Quốc. Việt Nam là một nước đã được 159 nước trong Liên Hiệp Quốc công nhận rồi. Mà bây giờ tự nhiên khi không vô thưởng vô phạt, anh đòi tấn công. Tôi không làm thì anh Sơn Lam. Không, tôi chặn Sơn Lam rồi. Dù sao nữa anh á, cũng nên là trân trọng cái người để mà nói chuyện. Khi mà người nào đó nói mày tao trong này là tôi đá ra liền, tôi chặn liền. Yeah. Anh đừng coi như dùng cái thái độ như vậy. Anh coi như tôi nghĩ anh nhỏ tuổi hơn tôi hay là lớn tôi, nhưng mà anh dùng cái thái độ vậy, tôi cho anh là cái người là coi như là vô học rồi. Đúng rồi. Mà người vô học là không có quyền nói trong này. Yeah. Người vô học là không có quyền nói ở trong này. Anh gọi anh tôi cho số phone anh gọi anh luôn, anh có số phone đấy anh chửi đi. Trần Quang Cường. Ra rồi, đi rồi. Chặn rồi. Ông Trần Quang Cường đi nói cho Bình Hồ cho hỏi có tổ chức nào đứng sau Lisa không, thì đã rõ ràng rồi, đó là tổ chức Đào Minh Quân rồi đấy. Lisa Phạm là người gửi tiền về mà. Đó trong sau lưng Lisa Phạm đó có nhiều cái phái nữa. Nó liên quan hết đó. Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Ngọc Ngọc Tú Nguyễn tại sao đòi block và hăm dọa là thế nào? Bạn nói gì chúng tôi không hiểu. Bạn thích nghe thì bạn nghe, bạn không thích nghe bạn đi chỗ khác. Còn nếu mà block và hăm dọa, chúng tôi không hăm dọa ai hết. Chúng tôi chỉ nói những người nào vô văn hóa và mất dạy trong này là không có được quyền ở trong này, thế thôi. Chứ đâu hăm dọa ai đâu. Cha Ngọc Tú Nguyễn này nè. Phải như block nó đi, bỏ ra. Mày cái loại bài nạp mà bỏ ra hết. Rồi xong rồi. Để bỏ ra hết. Ngọc Tú Quyên đi luôn. Cái người đấy á, ở trong cái màn tôi nói và tiến bộ rằng á,
tất cả là coi như là bà con như vậy. Chúng tôi đây là bình luận để nói sự thật, đây là sự thật hết. Nếu tôi có một lời nào mà gian dối, quý vị nói đi, cái người lên, người nào lên nói tôi gian dối, kê đổi thoại thôi, tôi sẽ nói đó là sự thật, cái người đó đúng không, chỉ mặt đúng không. Đây là tôi nói là không nói tên ra, là vì á mình cũng nên tôn trọng người ta để cho người ta nhận thức một chút. Còn người nào mà lên tiếng tôi sẽ chỉ mặt liền. Osama bin Laden, hình như Osama lúc nãy có nói rằng là công an đã có ra lệnh tầm nã, nếu bạn có link thì bạn có gửi cái link lên. Chúng tôi chưa biết là có cái lệnh tầm nã đồng minh quân hay chưa, nhưng mà chúng tôi không nghĩ là nhanh như vậy. Không phải là tầm nã, nhưng mà cái họ sẽ tập hồ sơ để đưa vụ kiện á, là có như bên Supreme Court ở Mỹ đó, là người công dân Mỹ á là gửi tiền về để mà lợi dụng người công dân Việt Nam á, là để mà coi như khủng bố. Họ thưa cái chuyện khủng bố đó chứ không phải truy nã, vì họ đâu phải ở trong Việt Nam mà thoát ra mà truy nã. Thành ra họ đòi hỏi là thưa kiện, là coi thưa Đào Minh Quân và Lịch Sa Phạm ra tòa để mà coi như là hỏi tại sao các anh ở bên này mà dùng tiền để mà gửi về cho công nhân Việt Nam để mà khủng bố ở đất nước Việt Nam. Họ đòi hỏi như vậy để mà coi như giao ra đó, để mà coi như là họ là một là họ phải đòi cái mà coi như cái chỗ mà coi như cái Lịch Sa Phạm và coi như Đào Minh Quân á, phải là coi như những thành viên trách nhiệm này, vì nó có là 16 người khai như vậy. 16 người khai rồi, đương nhiên khi mà đó. Đó là nhân chứng vật chứng có ra rõ ràng hết rồi. Mà theo luật đó. Bởi là Đào Minh Quân á, thì là Đào Minh Quân đi trốn rồi. Còn Lịch Sa Phạm á, nó có như hắn nói rất ghét ghét, nó có như sáng nay bây giờ có như là, tôi cũng thấy là có như nó nói nữa. Để tôi có ngày mai hắn còn nói được không? Nhưng mà cái mà quan trọng ở đây nữa là bây giờ đó, không những có ảnh hưởng như vậy, nhưng mà tới cái mà cái Trang Lê ở bên Arizona mấy này kia, chắc chắn là bị đều bị run hết, đều bị đụng động, gọi là động, bị động ổ hết à. Nếu mà bắt ra Đào Minh Quân và Lịch Sa Phạm, là đằng sau của Lịch Sa Phạm với Đào Minh Quân có thêm là bao nhiêu là 5 đến 7 người rồi. Dạ, đúng rồi, nhiều lắm. Mà theo luật quốc tế đó, là luật đó, cái người âm mưu đó, tức người chủ mưu đó, tội nặng hơn là cái người thi hành. Ví dụ như tôi mướn một người đi giết người, thì cái người giết người đó có thể bị 5 năm tù, nhưng mà tôi có thể bị tới 10 năm tù. Cái luật Mỹ nó như vậy. Cái người mà mướn người để âm mưu giết người nó nặng hơn là cái người để đi thi hành cái công việc đó. Tại vì có người mướn đó thì người ta mới đi làm. Tôi nghĩ rằng là không phải là có nhiều anh em nói đây là nhà nước Việt Nam cái dễ dãi nhân nhượng, không phải. Nhà nước Việt Nam chứng minh cho thế giới biết rằng chúng tôi là những người tôn trọng tự do và dân chủ. Nhưng mà đó, cái sự tôn trọng tự do dân chủ nó có một cái giới hạn nào đó. Đó là lý do tại sao có lực lượng 47 ra đời, chính thức công khai cho biết lực lượng 47. Và khi mà đã chính thức công khai như vậy, tôi tin chắc rằng những cái người nào đang mạo danh ở trên mạng nói dùng cái tự do của Facebook này như vậy, chắc chắn mai mốt cũng sẽ bị có cái chế tài, chứ không nghĩa là tài khoản bị khóa vĩnh viễn. Sáng ngày tôi nói là Việt Nam nên khiếu nại luôn YouTube, khóa tất cả những cái video của Lịch Sa Phạm luôn. Tại vì rõ ràng rồi. Anh ông ơi, có gì cho mình nói như thế này. Vì bữa nay mình quyết định là có gì sáng nào mình cũng đến để mà phay Facebook á. Là có gì ở bên Như Thảo này là mình đến là có gì 6:30 đến 7:00 thì mình có thể là còn chừng 6:00 sáng. Nhưng mà anh có thể là đến 7:00, 8:00 thì anh đi vô tham gia cái chương trình này. Nhiều cái câu hỏi. Chú ạ, Việt Nam và Mỹ tuy đã thiết lập ngoại giao, nhưng chưa ký hiệp định dẫn độ. Tôi nói bằng Nguyễn là sai 100%. 100%. Đã có những người bị dẫn độ từ Mỹ về Việt Nam và đã có những người bị dẫn độ từ Việt Nam về Mỹ. Trước khi có băng giao đó, thì người Mỹ FBI qua đến tận bên Thái Lan và Việt Nam
công an Việt Nam giao cái tội nhân đó cho FBI tại Thái Lan và họ dẫn về bên Mỹ. Ok, bằng Nguyễn không có biết chuyện đó đâu. Đấy, cái là thứ nhất. Thứ hai rằng á, có những người ở bên Mỹ ăn cắp chip đã từng ấy đi về bên Việt Nam trốn mà bên Việt Nam đã trao trả lại cho Mỹ. Và trong thời gian vừa qua, từ 6 tháng nay, công an Việt Nam đã đưa qua bên này 50 người và đang xúc tiến thủ tục để tiếp nhận những người mà đưa về lại bên Việt Nam bị trục xuất. Thành ra nói rằng chưa có hiệp định dẫn độ. Hiệp định dẫn độ nó còn quan trọng hơn cả cái vấn đề đó nữa. Bởi vì đây, khi mà đã gia nhập, đã là một thành viên của Interpol, cái cảnh sát quốc tế này họ sẽ là những người trung gian đưa cái chỉ có một điều. Thí dụ nước Mỹ đưa về, nước Mỹ yêu cầu là cái tội nhân này không bị xử tử hình thì họ mới làm. Đấy, thì tại vì họ không muốn mang tiếng rằng là đưa về là bị tử hình. Khác với lại Singapore. Singapore là nặng lắm nha. Singapore mà cái là nặng lắm. Cái Singapore á, chú biết là cái Singapore á, cái luật lệ hẳn á rất là căng. Quý vị tới nơi phi trường nó nghe, mà xuống cái trường mà quý vị mà lỡ bỏ cái ổng xin gom lên tủi á, ra là bị phạt rồi đó. Yeah. Thế bây giờ đó, thủ tục dẫn độ, bây giờ nó hỏi Lý Tống nhé. Lý Tống có bị bắt lại Việt Nam không? Thế này không có hiệp định dẫn độ nào, cái thì tại sao Lý Tống được thả về đây? Lý Tống bơi à? Bơi qua sông à? Bơi qua biển à? Lý Tống may mắn cái chỗ là coi như nó chưa có cái băng giao. Đúng rồi, nó chưa có cái băng giao thôi. Băng giao là toàn bằng Lý Tống thôi. Đúng. Và đó là lý do tại sao đó mà Lý Tống nó muốn blackmail ông dân biểu Trần Thái Văn không? Tại vì ông dân biểu Trần Thái Văn lúc đó là đang sắp sửa ra tranh cử. Thế ông muốn dùng cái vụ Lý Tống đó để làm cái bàn đạp cho ông cái tranh cử đó. Ông Trần Thái Văn. Đúng. Trang đó. Nó có cái lá đấy không nè? Nó có cái lá đấy. Cộng đồng quay Việt Nam đó. Ừ. Không làm gì hết á, tự nhiên có một cái dân biểu lên á. Ừ. Là bắt đầu là có gì tập trung vào đó, là có gì hô hào, có gì đưa cái này lên lên. Bao nhiêu người như vậy rồi anh? À, bao nhiêu người như vậy đó. À, đúng rồi. Chỉnh lên, chỉnh một cái đài mà VSN TV á. Dạ. Của nó đó có như của cha chứ mà. Đã cũng là ứng cử ra chập ra bắn cái đài luôn. Dạ đúng rồi, ở Brutchen á, Brutchen. Dạ, ở Brutchen đúng rồi. Nhưng mà... Thì cái chuyện mà tờ báo mà Voice of Orange á, nó đưa cái vấn đề này lên á, lúc nào tôi sẽ có live stream để tôi phân tích rõ ràng hơn những cái ba cái video này. Thì tôi nghĩ chắc chắn cái vụ Đào Minh Quân nó sẽ không dừng tại đây, chắc chắn. Mà nó không dừng. Không dừng tại đây. Và nó là cái chuyện lớn lắm anh. Chuyện rất là lớn chứ không phải chuyện nhỏ, tại vì khủng bố mà. Mà không nước nào là chấp nhận khủng bố hết. Tôi chỉ ngạc nhiên là những người mà đánh tôi mới lại Hồ Công Bình, mới lại Võ Tấn Đông mấy ngày qua đó, thì sao cái vụ Đào Minh Quân này im lặng hết à? Nói thiệt anh đấy, ai mà coi như là đánh vô tôi hết á. Ừ. Tôi cho số phone đúng á, tôi cho số điện thoại tôi nè. Ai muốn á, gọi vô cái gì đó, chữ cha mặn mè tôi là thét vô gì đó, thét vô. Không ai chẳng thét á, tôi cho số phone bên chỗ coi, ai không tôi cho hết. Thì tôi số điện thoại tôi cũng có đấy, nhưng mà tôi muốn làm nhé, tôi muốn làm nhé, phải làm có vật chứng nhân chứng đàng hoàng. Thế tôi cũng nói chuyện tao lao ở trên mà coi như mà cái phay như vậy đâu. Khi mà người ta vô là nói tôi một hai cái mà tôi thấy là nó sắp á, cái sáng này có con Lê Ngọc gì đó, tôi đang nói chuyện Tommy Nguyệt á, là chen vô quay có cái là tôi cảnh cáo lần đầu lần sau là cũng nói tiếp nữa. Khá khá khá, nghe cái tiếng khá 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 vô là coi như là lóc luôn, là delete luôn, out luôn. À vâng. Rất nhiều người sáng ngày cũng có gọi cho tôi nói rằng bữa nay thì lại thấy Phạm Thiên Lý nói rất đúng. Quý vị nhìn cái video đó, khi mà Đoàn Trọng hỏi đó,
Đoàn Trọng gần nha.